Lại làm. Đẩy cái tay em xuống. Nè, chiếu cũ này vô. Ê, ê, đừng có đẩy. Đẩy xuống. Dở lên đẩy xuống. Rồi, chịu rồi, chịu rồi. Khoan, khoan. Ê, rồi, gớt rồi, gớt cũ rồi. Đẩy xuống đây. Đẩy xuống đây. Ba mấy ký. 35 ký. Nè, cũ này gãy luôn. Gãy hết khúc nè, bỏ khúc đó lên rồi. Gãy hết khúc rồi. Gãy tiêu khúc rồi. 37 ký. 37 ký. Củ khoai ngọt khổng lồ luôn quý vị các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mình được thấy luôn. Bự hơn cái mình đúng nữa đó. Nè cái đầu nè. Đây là giống khoai ngọt ở miền Tây mình trồng rất là nhiều nha quý vị các bạn. Giống khoai ngọt này thì phần thịt phía trong nó màu tím. Nhìn rất là đẹp và ăn rất là ngon, rất là ngọt. Dữ lắm rồi. Còn đây là lúc mình đi đào khoai nè quý anh chị các bạn. Đây là cây khoai ngọt mà ông cậu mình trồng tại nhà. Thì cây khoai ngọt này đã trồng được trên 1 năm rồi quý anh chị các bạn. Dây rất là to. Và nó cũng bắt đầu già rồi quý anh chị các bạn. Lá nó bắt đầu rụi rồi đó quý anh chị các bạn. Lúc mới trồng thì phần rễ nó dưới mặt đất nha quý anh chị các bạn. Nhưng bây giờ thì cái củ khoai này đã lớn và bắt đầu nó nhô lên khỏi mặt đất. Chỉ có một giây thôi nha quý anh chị và các bạn. Khi trồng thì ông cậu mình ông trồng chỉ có một giây thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó đã chia ra được nhiều củ. Rất là to. Con gánh nào qua đây không? Cơ có qua đây không? Không, xuống rồi. Vì muốn lấy toàn bộ cái phần củ khoai lên khỏi mặt đất để cho quý anh chị các bạn cùng xem. Nên mình dòng cậu mình đào rất là nhẹ. Sợ nó làm nó sẽ gãy củ khoai đó quý anh chị các bạn. Tại vì phần thân ở phía dưới thì nó chia ra làm nhiều hướng. Rất là rộng. Ra nữa không? Hai xuống luôn rồi. Xuống rồi đó. Xuống rồi. Nắng nhẹ ở đây lấy cục đất là lên ra với hai. Ê, nhẹ nhẹ, để đứt tay à. Này qua anh kia đi, qua ý quên. Ừ. Mà phải phét sâu xuống đặng lấy. Đúng rồi. Đè kìa, đè nhắn kè theo. Ăn cũng ngon lắm, cũng được lắm. Cũng được. Cô bẻ ba tay rồi đó. Củ này mấy tháng rồi Út? Củ này mấy tháng rồi? Giáp năm nữa mày. Giáp năm nữa hả? Ừ. Nhìn như là một gốc của cây cổ thụ gì đó quý anh chị các bạn. Đổ đổi như này mày. Gốc còng nữa. Đứng kiển. Quả con uống này còn hơn uống kiển thiệt á. Thì ghi ghi thử coi. Đây rồi, đây lên nè, đây lên đây. Rồi, đây lên luôn rồi đó. Lên rồi, lên rồi. Rồi, lên rồi đó. Lật qua bánh á. Lên rồi. Rồi, bỏ lên đây. Ê, đẩy nha. Vô vô. Rồi, bây giờ bỏ nhánh nè. Chưa, chưa, khỏi đất đi, khỏi đất đi. Khỏi đất đi. Con này con gì trời. Khỏi trời, con này luôn rồi. Con chừng gãy cái nhánh này bây giờ. Lỡ con đất rồi. Gãy, gãy. Chịu thôi, chứ sai rồi. Đào gần xong rồi quý anh chị các bạn ơi. Ở miền Tây mình thì khoai ngọt trồng rất là nhiều, nhưng củ khoai to như thế này thì lần đầu tiên mình được thấy luôn đó quý anh chị các bạn. Để làm. Thứ hai các bạn ơi. Thứ hai. Rồi, để vô đây. Rồi, thứ hai. Thứ hai. Là 30 đây.